Các bác đang xem ở đây là một chiếc quạt của Nhật nha. Điện thì 100V, như cửa hàng đã lắp thêm một cái biến thế nguồn xuyến bên trong, nghĩa là cắm được điện 220 luôn. Giá rẻ cho anh em chỉ 1.400.000 đồng thôi. Rất đẹp nha. Nó là rất đẹp đấy anh em nha. Con này kiểu dáng rất là cứng cáp. Đây là dòng quạt lực nha. Đây là cái để dừng quạt hoặc là quay 3 tốc độ nha. 3 tốc độ. Na tiêu nan. Đây, hẹn giờ. Êm du. Êm du luôn. Giá rẻ cho anh em 1.400.000 đồng thôi. 1.400.000 đồng giá rẻ cho anh em nhé. Giá tại cửa hàng.